định đi Nhật à? Ý là tầm bao lâu nữa đi? Rồi em đưa nó cho ai làm? Chị là em làm hay là răng? Phải nói phải tính hết nghe. Thì ý là cái nó là phần của em thì em tính răng cho nó sẽ ok, còn nếu mà em không tính được thì lúc đó em nói chị, hiểu không? Thì nhưng mà giờ chờ em, tại vì cái nó là cái nó quay mà em làm đi chứ. Bán được hay không là em tính, với là em bán em đăng đồ là do mình hết chứ, Facebook chị đưa rồi, thiệt tình luôn á, bán là cái gì cho mới lại, ví dụ cần gì nói chị, cần chụp hình hay thế, hình mới đồ đó. Đừng có đưa hình cũ nữa, trời trời đi ngay đưa hình cũ chị đây chứ, cái là không thu hút bằng, phải đưa hình đẹp đẹp rồi đưa dấu đưa mông mà đẹp. Nó giỡn nghe chọc hết. Đây là đưa hình mua mới mới rồi nè, mấy hình chị chụp cũng nhiều mà ta, chị để chị hồi chị coi thôi, chị có gửi chưa? Thật ra là chị cũng Zalo chị đăng mấy cái hình mới của chị nhiều mà ta, cây em đồ. Trước em cũng hay vô em bán, hay vô Zalo chị em mua. Tại vì là thật ra là chị cũng hay đăng Zalo nhiều mà, tại vì em biết là khách chị cho số Zalo nhiều mà. Bên đây có khách lạ cũng nhiều à. Như hồi trước mình đăng lên giờ trừ họ mới thấy. Đâu phải quảng cáo là họ tới liền đâu à. Họ tìm hiểu rồi. Dạ, con đi lấy kem dùng được rồi chị Thành. Đúng rồi, đúng rồi. Nó còn khô không? Hay là ăn dầu? Ấy là còn khô không á? Cái khô sơ sơ hỏi coi có không? Ý là da bệnh đi thấy răng rồi, ý là còn bong bong sơ không? Vì da đang yếu rồi cũng chưa dùng được đâu. Phải hỏi kỹ. Bạn Rikit nè. Ông về luôn, chưa thấy ông qua ta. Em nghe anh. Anh chở qua là Kiệt 356. Anh nhớ giùm em cái em đang làm xíu. Dạ. Ờ, tải thôi nghe, xe tải năm cái gì đó. Xe tải nhỏ vô được. Vô được anh Kiệt 7 nữa, vô được xe bay, xe chở đồ mà, xe chở gạch đồ còn vô được mà. Xe là xe bao nhiêu? Xe tới tắc tử lận. Xe nó hả? Xe nó được đó. Được không? Xe tắc rưỡi là bao nhiêu ấy ta? Thường thường giống như xe Thuận Thành đồ không? Xe
Thì đó, xe Thuận Thành là vô vô tư. Xe bay, xe đồ không còn vô đó được mà anh. Rồi rồi rồi, để em nhắn, để em nhắn. Rồi rồi, để em nhắn luôn cái số điện thoại của chồng em qua luôn rồi, tại vì ông đang ở đó. Thì xe qua thì tới đó là ông gọi cái số của chồng em ra, ông máy. Để em gửi qua, để em gửi qua, em đang làm á. Lấy cái máy ấy giùm chị cho mấy đứa thôi. Trả lời tin nhắn hoặc cái... Tôi khổ lắm, nhiều việc quá. Rồi ông chở ghế kia chưa trời. Trừ mới là ghế ấy nè. Còn ra khăn nữa, chưa có khăn trời. Bà này bà ấy khăn lâu sợ. Tại vì hôm em chị mới nói dặn em trước đó. Nói em về để ý chị sắp xếp lên nha, lỡ giặt lỡ đồ. Chắc cũng được rồi. Chứ không được rồi. Quốc Thành á. Em ghi tiệc 356 trên 38 Hoàng Diệu, xà ba Lô Nguyễn. Rồi số điện thoại là anh Bi đi, để cho họ gọi. Tạo bên Zalo là đang đây. Cái này là 8787. Ta để cho vui mà. Ai không biết. Để cho có để. Nhắn đúng cái chị hỏi nha. Bà chỉ là kiệt 356 trên 38. 38. Hoàng Diệu. Đừng có thăng em. 0902. Chủ trình 155. Số anh Bi ai không biết luôn. Số gì lon đó. Tại vì mặt khẩu rồi. Rồi cái đai phía dưới nhỏ nhỏ chị đặt hỏi chưa? Ai gọi rồi? Thiết bị spa. Bấm đi, bấm luôn đi cho chị nghe. Alo. Em đang gọi xe rồi, chuẩn bị xe cho chị nhá. À, ok ok, qua qua đi. Gửi địa chỉ rồi đúng không hả? Ừ, chị gửi cho em địa chỉ hết rồi. Rồi rồi, ok ok. Ý là tới nơi khoảng bao lâu là tới nơi? Sao? Khoảng bao chắc lâu là tới? Bây giờ em đi ở đây sau các kiểu chắc tầm được khoảng nửa tiếng nữa. Ok ok ok. Nửa tiếng nữa chị ạ. Ok ok. Đừng mà đi vô lần này. Chắc tôi phải chạy xuống rồi. Làm đi xong cho chị chạy xuống rồi. Coi đồ. À Hà ơi. Quay lộn. Yên kêu Yên nhé. Gọi cho anh Bi. Yên ơi gọi anh Bi. Thôi để chị xong này chị gọi được. Anh Bi nói anh Bi từ từ gọi về. Mấy giờ rồi em? 1 giờ mấy đó mọi người. Nói anh Bi ở đó đi. Khỏi về, khỏi ăn. Ừ. Không, để chị gọi em. Thôi em gọi em đi kìa. Thôi. Thôi chị xong rồi đây đi. Chị. Đủ người chưa? Rồi, 10 rồi.